Gì vậy? Ở khoan, Đây, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Ôi! Ủa con đó nó hù hay nó rượt vậy? Nó hù, nó hù. Ôi, má đi hạt rồi, tao chết rồi. Ok, hello anh em, tôi là Miss đây. Thì hôm nay tôi sẽ đến với một tựa game trên Roblox tên là Recovery. Thì cơ bản đây là một game đòi hỏi sự try hard từ người chơi. Tại vì đây là một cái game nó khá là khó. Tôi nói thiệt, cơ bản là mình sẽ bị kẹt ở dưới một cái mỏ bị bỏ hoang. Tôi thì chưa có win được game này. Tại vì nó khó quá, nó đây là cái game mà nó nhằn tôi rất là lâu rồi. Trong một khoảng thời gian dài tôi đã thử try hard trong game này và thất bại ối dồi luôn á. Đi kiếm xà beng đi Bình. Uống Bình đâu rồi Kháng? Chị Kháng. Tiếng gì? Con streamer. Đúng rồi, nó được thì chỉ có là chạy cho hết stamina thì may ra mình thoát được nó. Để cái tiếng nó la coi nó hướng nào rồi mình kiếm được mình luồn, mình tuồn nó. Sợ vậy cứt. Giờ mình đi kiếm xà beng để mình đi xuống cái khu dưới, cái khu nước á, khu mà có nước á. Nó gọi là gì Khang? Khu bị nước. Nước dâng là chắc là khu tầng hầm rồi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy lên đi. Có xà beng chưa Khang? Chưa Bình à. Rồi. Nó mới được ba đứa tụi tao xong Bình ơi. Nó hướng đó. Trời ơi, điện thoại gì trời. Đang sau lưng á. Còn lượm Khang, còn lượm, quay lại nhìn cái. Ê, đang lượm. Má tao chạy sau cùng luôn Khang ơi. Má hết stamina rồi, tao chạy trước đây. Ngồi đùa Khang quay lại nhìn giùm tao cái. Quay lại nhìn Khang, quay lại nhìn cái. Còn không? Không. Còn hả? Rồi thôi chạy tiếp, chạy tiếp. Má không có xà beng sao đi trời. Tản bình nữa rồi. Không biết nữa, nãy tản tự nhiên chạy cái tản hết rồi. Eo là ổn không eo là. Đâu vậy? Không biết. Để cái tiếng la nó rồi né. Ok. Có xà beng nè. Đây xà beng, xà beng. Lụm đi. Rồi. Đi. Đây. Anh em theo tôi. Thôi cậy đi Khang. Xuống này sẽ có một cái con nó sẽ gây choáng mình nhưng mà nó sẽ không giết mình, nó chỉ gây choáng mình thôi. Này mình cứ từ. Cái này bây giờ mình đi kiếm cái máy phát điện. Hiện tại là chưa có. Này mình đang ở cái khu vực dưới á, cái khu nước dâng trào á. Cậy cái này Khang. Ở dưới đây sẽ có cái đường dẫn vào cái mê cung thứ ba. Cái mê cung thứ ba là cái đường thoát của mình. Chưa. Nó nằm ở dưới. Để đó, đây là mê cung thứ ba. Để thoát ra khỏi đây thì mình cần có cái bánh răng để gắn vô cái hang máy ở bên cái khu này nè. Rồi vô đi thôi. Rồi cúp điện Khang ơi. Cứ dưới bộ nguyên liệu. Đi tao có đèn giữ. Đèn sáng cho tao. Đi cứ đi ở giữa đi. Eo là đi ở giữa đi. Ôi, nó la dữ quá. Cái con này nó la vãi lồn luôn á. Cái đường bơm nhiên liệu ở đâu Khang? Bố đang ngồi trong mê cung cái gì? Ơi thằng Bình, bộ Bình bị hù à? Tao không biết nữa, vậy nãy giờ mất tích thằng Bình rồi đó. Tao cần lấy được hai cái lò xo luôn. Vậy mày okay. cứ giữ hai lò xo đi, tụi tao đi bơm điện cho. Tao chết rồi. Trời ơi, Bình chết rồi. Làm gì? Hình như tao thấy nó la quá trời la luôn. Cái con quỷ đó mỗi lần nó mà la làng lên là một là nó giết được người, hai là nó đang gần mình. Xuống đi, chưa nạp điện. Sợ không Khang? Trời ơi, ba còn sợ.
Từ 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 từ. Ờ tao bị hù rồi. Tiếp đi, tao chưa bị gớt hết đồ, tao gớt còn món à. Rớt gì? Rớt cái xà beng hả? Cái gì? Ờ khoan khoan, đứng đi. Ôi! Ủa con đó nó hù hay nó rượt vậy? Nó hù. Ôi cái má đây hạt gội, tao chết rồi. Chạy. Đó tao bị cái con ở trên kia nó chặn đường. Kệ tao chết gì kệ. Mà còn ủa? Còn có mình leo la. Giờ trời ơi tao chết rồi. Sau lưng ơi. Rồi cậy đi gan cậy lẹ. Đang cậy. Nó tới gan ơi, cậy lên. Bấm dài quá. Cậy lẹ gan. Lấy bánh răng. Lấy cái đèn ơi, không thấy đường. Ôi tao nghe tiếng con gì nó cười mày. Ôi có bánh răng rồi đó, giờ kiếm đường thoát kìa. Ơi bánh răng để lắp vô cái hang máy bên cái mày cung ba. Rồi cái đó là cái đường thoát của mình luôn á. Tranh thủ nghe ơi trước khi cúp điện. Hang máy đâu? Ơi hang máy nè. Vô Khang. Lắp được không? Đâu thiếu gì ấy. Thiếu cái gì? Lắp vô chưa? Lắp chưa em là? Lắp thành con lại. Ủa mình thiếu gì ta Khang? Không biết nữa. Gắn đầu ra. Ủa gì chứ nãy mày đang cười. Mày để cái tiếng cười á bên mày cùng ba là nó sẽ cười. Nghe tiếng cười chậm luôn. Xuống. Ôi trời đủ. Ui gì vậy? Chết. Cứ chạy đi đang. Đây sau lưng đúng không? Rồi chết rồi. Ủa vậy phải làm sao ta? Trời ơi, Khang quên nướng bên Khang mới cầm xà beng. Ơi. Trời. Ôi chịu rồi em ơi. Chịu rồi. Chạy đi em ơi. Giờ mấy giờ còn có người làm gì giờ trời. Giờ chạy qua chỗ của à tầm mấy cái bóp cái ghìa lận. Mấy cái ghìa từ ba ghìa này tao mở thêm cái đường xuống bên tụi bay nè. Cơ ôi tốt vậy không? Rồi cục điện rồi xuống dưới bình đây. Đây rồi bình bị hù rồi. Rồi để mình lũm đèn á. Tranh thủ nha. Đứng yên rồi. Trời ơi đéo ổn đâu mày ơi. Rồi giết mình ơi. Rồi nó rượu tao nữa. Trời ơi nó chạy nhanh vậy. Ôi chết tao rồi. Ghê lắm mẹ. Quá khó à.